Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry Podcast. Trong khi quân đội Sài Gòn cần tới 3 tỷ đô mỗi năm để duy trì bộ máy chiến tranh của mình, thì đối thủ của họ, quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chỉ cần 10% con số đó để xây dựng một lực lượng quân sự đủ lớn để vừa giữ vững miền Bắc, vừa tăng cường quân đội chiến đấu ở miền Nam. Theo số liệu từ hồi ký đại thắng mùa xuân của Đại tướng Văn Tiến Dũng, vào năm 1975, thì toàn bộ quân lực Việt Nam Cộng Hòa gồm có 1.351.000 quân, trong đó thì có 495.000 quân chủ lực, chia thành 13 sư đoàn bộ binh và 17 liên đoàn biệt động quân, có 475.000 quân địa phương và 381.000 quân phòng vệ dân sự có vũ trang. Trong khi đó thì quân giải phóng miền Nam chỉ có khoảng 260.000 quân, bao gồm cả lực lượng chính quy và dân quân du kích. Theo đánh giá về trang bị và quân số, quân lực Việt Nam Cộng Hòa có lục quân và không quân đứng thứ tư thế giới, hải quân thì đứng thứ 9 thế giới. So với đối thủ là quân đội Nhân dân Việt Nam, họ có ưu thế 2 lần về quân số, 4 lần về xe tăng và đại bác, hơn tuyệt đối về không quân và hải quân. Theo thống kê năm 1973 của Lầu Năm Góc, người Mỹ đã tốn kém gần 300 tỷ đô giữa thập niên 60 cho tới ngày ký Hiệp định Paris. Có khoảng 58.000 binh lính đã thiệt mạng. Con số này bên phía Việt Nam Cộng Hòa là khoảng 280.000 đến 300.000 người tử thương. Tuy trang bị hùng hậu, song thực tế tác chiến cho thấy khi không có quân Mỹ hỗ trợ, quân đội này thường thất trận khi đối đầu với bộ đội chủ lực của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Và chỉ sau gần 2 tháng của cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân 1975, quân lực Việt Nam Cộng Hòa với hơn 1,2 triệu quân đã hoàn toàn bị đánh bại và tan rã. Thất bại của lực lượng Việt Nam Cộng Hòa thậm chí diễn ra còn nhanh hơn cả dự đoán của các cố vấn Mỹ. Nói về những nguyên nhân khiến Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, có hàng trăm lý do được đưa ra, hàng ngàn vấn đề được mổ xẻ. Thế nhưng, theo Battle Cry, thì sau đây là những nguyên nhân chính khiến quân đội được trang bị hùng hậu như Việt Nam Cộng Hòa là thất bại nhanh chóng sau sự rút đi của Mỹ tới như vậy. Thứ nhất, đó là việc không có được ủng hộ của người dân. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân chiếm tỷ lệ lớn nhất. Theo nhà sử học Vũ Ngự Chiêu, thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ có thể kiểm soát hoàn toàn được khoảng từ 20 đến 30% dân số miền Nam. Một nửa lãnh thổ với khoảng 1/3 dân số thì sống trong vùng tranh chấp. Phần còn lại thì sống trong những vùng do mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam kiểm soát. Ngay trong lòng dân chúng ở vùng do Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát, thì nhiều người cũng không ủng hộ quân đội. Những người này thì ngầm ủng hộ quân giải phóng, hoặc là chia thành nhiều phe phái chống lại nhau vì những lý do như tôn giáo, sắc tộc hay vùng miền. Nhờ có được sự ủng hộ của người dân, quân giải phóng đã áp dụng hiệu quả chiến lược chiến tranh nhân dân. Do đó thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị dồn ép liên tục, phải trải quân khắp nơi để giữ đất. Toàn bộ 13 sư đoàn chủ lực và 17 liên đoàn biệt động quân, tương đương với 5 sư đoàn chính quy, phải chia ra bảo vệ 44 tỉnh. Tính trung bình một tỉnh chỉ được từ 1 tới 2 trung đoàn chính quy đóng giữ. Trong khi đó thì quân giải phóng miền Nam do nắm thế chủ động trên chiến trường, có thể tùy ý tấn công mà có thể tập trung hơn 10 trung đoàn để đánh một tỉnh như tại Buôn Ma Thuột vào tháng 3 năm 1975. Và đây cũng chính là điểm yếu chết người của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và sự thực là họ đã bị các tướng lĩnh quân giải phóng xoay như trong chóng. Lý do thứ hai đến từ tinh thần chiến đấu. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không ngừng tham gia vào các âm mưu chính trị, tham nhũng thì quá nhiều, do đó làm sụt giảm sự ủng hộ và làm xói mòn tinh thần của binh sĩ. Nạn đảo ngũ là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng đối với Việt Nam Cộng Hòa. Tính từ năm 1965 đến năm 1972, ước tính là có khoảng 840.000 binh sĩ đã đảo ngũ. Riêng từ tháng 4 đến tháng 12 năm 1974, đã có 176.000 lính đảo ngũ. Trung bình thì mỗi tháng có 24.000 lính đảo ngũ. Tại các lực lượng tinh nhuệ của quân đội như biệt động quân thì lại có tỷ lệ đảo ngũ lớn nhất, lên đến 55%. Tiếp theo là đơn vị dù 30% và thủy quân lục chiến là 15%. Trong khi đó thì quân giải phóng miền Nam rất ít khi đảo ngũ
hoặc chịu đầu hàng. Họ đã duy trì một lợi thế tâm lý mạnh mẽ với những người lính tràn đầy tinh thần sẵn sàng hy sinh mục đích cá nhân để cống hiến cho nỗ lực chiến tranh của tập thể. Vào ngày 12 tháng 11 năm 1968, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Glenn Clifford đã gửi thư công khai cảnh cáo Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu rằng chỉ cần quân lực Việt Nam Cộng Hòa có được một nửa lá gan của những người cộng sản thì ngày hôm nay quân đội Hoa Kỳ có thể duyệt binh ở thủ đô Hà Nội rồi. Quân đội của các ông chỉ biết bắn giết dân thường, bám theo sau rồi rút chạy trước. Tướng lĩnh thì toàn tham nhũng, toàn hiếp dâm và chỉ giỏi nhạy đầm. Và lý do thứ ba, đó là vấn nạn tham nhũng. Có thể nói rằng đây là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới những sự rạn nứt trong quan hệ Việt Nam Cộng Hòa với đồng minh Hoa Kỳ. Nó làm sụp đổ nhanh chóng bộ máy chính quyền quân sự Việt Nam Cộng Hòa. Theo các nhà nghiên cứu đánh giá, tham nhũng hối lộ có từ thời chính phủ quốc gia Việt Nam thuộc khối Liên hiệp Pháp. Nhưng dưới chế độ Nguyễn Văn Thiệu thì có thể nói rằng nó đã tiến tới chỗ tột cùng của sự thối nát. Các chính phủ quốc gia từ thời Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Tâm, Ngô Đình Diệm hay Nguyễn Cao Kỳ đều ít nhiều có tham nhũng, nhưng người dân thì ít ra còn chấp nhận được. Đến thời Nguyễn Văn Thiệu thì không thể nào chấp nhận nổi nữa. Có thể nói rằng chế độ Thiệu đã đi vào vết xe đổ của tưởng giới thạch, đó là hình ảnh các ông tỉnh trưởng chết gục trên đống vàng. Nạn tham nhũng đã làm hao mòn trang bị và sức chiến đấu của quân đội, như là việc cả nửa triệu tấn gạo biến mất khỏi các kho lương thực trong năm 1967. Súng thì cũng được tuồn ra ngoài, bán với giá từ 25 đến 30 đô la một khẩu. Nếu ai mà muốn mua một con xe bọc thép hoặc một con máy bay lên thẳng thì việc đó cũng có thể dàn xếp được. Hồi ký Nguyễn Cao Kỳ nêu trường hợp về một viên tư lệnh đồng bằng sông Cửu Long đã lấy cắp 8.000 chiếc đài vô tuyến và 24.000 vũ khí cá nhân do Hoa Kỳ trang bị và đã sớm tiêu thụ sạch sành sành. Tài liệu mật từ Tòa đại sứ Mỹ cho biết phần lớn con số đó thì đã lọt ngược vào tay quân giải phóng. Ngay đến cả người đứng đầu là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng dung túng cho vợ mình tham gia buôn lậu. Năm 1974, một vụ buôn lậu của bà Mai Anh, vợ ông Nguyễn Văn Thiệu đã bị phát hiện. Trị giá lô hàng gồm nhiều thứ xa xỉ phẩm hàng hiệu, trị giá khoảng 600 triệu đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ, tương đương với 3 triệu USD thời giá năm 1974 và 20 triệu đô thời giá năm 2017. Quy mô buôn lậu lên tới hàng tỷ đô la với sự tham gia của đủ các thành phần, từ quan chức Việt Nam Cộng Hòa, thương nhân Mỹ, Đài Loan, binh lính của Hàn Quốc, binh lính của Mỹ, Philippines. Ngay cả Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam cũng tận dụng cái nạn tham nhũng của đối phương để mua vũ khí Mỹ, đánh lại chính quyền Mỹ. Quan chức Mỹ biết rõ tình hình này, thế nhưng họ chẳng làm gì bởi họ cần tiếp tục viện trợ để duy trì sự tồn tại của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Và lý do cuối cùng, đó là sự phụ thuộc và hỗ trợ của người Mỹ. Theo nhà nghiên cứu quân sự Nguyễn Đức Phương, thì một trong các nguyên nhân mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa thất bại là vì được tổ chức dập khuôn theo lối của Mỹ. Một lính tác chiến thì có 5 người yểm trợ như tiếp liệu, quân nhu, quân y, hành chính, v.v. Thế nên, quân số tuy đông đảo, nhưng thực tế lính tác chiến chưa tới 200.000 người. Thành phần không tác chiến thì lại chiếm cực kỳ nhiều. Địa phương quân và nghĩa quân thì chỉ đủ sức cầm cự chờ lính bộ binh của sư đoàn. Lối đánh này sử dụng tối đa hỏa lực vô cùng tốn kém. Nó đòi hỏi phải cung cấp thật nhiều về vũ khí đạn dược. Và kết quả tất yếu là khi bị Mỹ giảm viện trợ, nhiều máy bay, xe tăng, tàu chiến thiếu cơ phận thay thế đã trở thành đống sắt vụn hoặc giảm sức chiến đấu. Hỏa lực không quân thì giảm 60% so với năm 1972. Dự trữ đạn dược tuy còn tới hàng trăm ngàn tấn, gấp tới 15 lần đối phương, nhưng nếu tiêu tốn nhanh như chiến thuật mà người Mỹ áp dụng thì chỉ đủ đánh tới tháng 6 năm 1975 là sạch kho. Khi Mỹ giảm viện trợ thì tinh thần chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng sa sút trầm trọng, dẫn tới sự tan rã nhanh chóng trước sức tấn công vũ bão từ quân giải phóng. Do phải chiến đấu nhiều năm trong điều kiện bị áp đảo về hỏa lực, nên quân giải phóng miền Nam đã có kinh nghiệm hơn hẳn về ngụy trang và phản pháo. Trong khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa vì quen dựa dẫm vào yểm trợ từ hỏa lực của Mỹ nên thường bị lúng túng khi phải tự lực chiến đấu. Các tướng lĩnh Mỹ đã từng nhận xét rằng
hiệu quả chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa không đều. Họ đứng vững được là bởi sự trợ giúp của các cố vấn Mỹ và hỏa lực yểm trợ mạnh mẽ của Mỹ từ trên không. Điểm yếu nội tại trong cấu trúc chỉ huy là do họ tỏ ra quá phụ thuộc vào yểm trợ hỏa lực từ Mỹ. Với một bộ máy lãnh đạo có quá nhiều vấn đề, cộng với việc không được nhân dân ủng hộ, nên ngay khi người Mỹ rút đi và giảm dần viện trợ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã không thể chống đỡ nổi những đòn tấn công của quân giải phóng. Cho tới cuối cùng, có lẽ rằng những người lính Việt Nam Cộng Hòa, họ đã hiểu lý do vì sao mà đội quân của họ đã thất bại, và họ cũng hiểu hơn về những người mà họ phục vụ. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast lần sau.